Netizen Việt đang vô cùng xôn xao trước màn đấu tố cực căng giữa Diệp Lâm Anh cùng chồng cũ thiếu gia Nghiêm Đức. Theo đó, phía đàn trai tố vợ cũ liên tục nhắn tin làm phiền tán tỉnh dù đã ly hôn, đàn gái lập tức đáp trả phủ đầu. Mới đây, thiếu gia Phạm Nghiêm Đức, chồng cũ Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải bài viết lên tiếng vạch rõ giới hạn với vợ cũ. Anh tung ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn trò chuyện với người cũ. Dù đã ly hôn, thiếu gia Nghiêm Đức vẫn được Diệp Lâm Anh dành những lời ngọt ngào. Em có bao giờ ghét anh đâu, yêu mà. Em quan tâm thôi, sao không trả lời em. Chưa hết, nữ diễn viên không ngại hẹn riêng chồng cũ đi uống nước. Trước thái độ quan tâm nhiệt tình của Diệp Lâm Anh, Nghiêm Đức bày tỏ thái độ sợ hãi. Anh viết trong tin nhắn, sợ lắm, đừng yêu nữa, em quan tâm anh thấy sợ lắm. Đồng thời, Nghiêm Đức nhắn nhủ với Diệp Lâm Anh rằng, cả hai đã ly hôn, khuyên cô nên tìm hạnh phúc mới. Anh viết, em à, anh đã nhiều lần không lên tiếng, không có nghĩa là anh không nhìn và nghe thấy những gì em đang làm. Chúng ta đã ly hôn rồi em. Tất cả những sự quan tâm còn lại đó là tình nghĩa, nghĩa vụ của một người cha, quan tâm các con, và em là mẹ của con anh. Đồng nghĩa cho dù em có làm bao nhiêu điều hại anh, nhưng anh vẫn không vì thế mà giận bỏ em. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng mà phải không em? Anh mong sau status này, em dừng lại em nhé. Hãy tìm cho mình một người yêu thương chăm lo cho em, và cuộc sống của anh từ nay không cần em quan tâm quá. Gửi Diệp Lâm Anh. Chưa dừng lại, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài phân trần rõ mối quan hệ với chồng cũ. Cô thoải mái gọi thiếu gia Nghiêm Đức là người đàn ông em yêu và lựa chọn để sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Nữ nghệ sĩ nói rằng, dù thế nào cô không thể nào phủ nhận được chuyện từng yêu chồng cũ. Diệp Lâm Anh chia sẻ, đầu tiên thì em sẽ nói với anh là trong lòng em ấy, nó vẫn luôn có anh. Anh là bố của B-Boy và Burin, cũng là người đàn ông em yêu và lựa chọn để sinh cho anh những đứa con xinh đẹp giống như là bọn mình ấy. Ngoài trừ những lúc anh đi theo người phụ nữ khác thì em sẽ ghen. Tất nhiên, còn lại thì em vẫn luôn muốn dịu dàng cùng anh như những tin nhắn anh mới post. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cho biết đã xóa những bài viết ồn ào lúc ly hôn, cô chỉ giữ lại những gì liên quan đến nhân tình cũ. Em đã xóa hết những status ồn ào lúc bọn mình ly hôn rồi nhớ. Em cũng không muốn nhìn thấy nó thêm. Em chỉ giữ lại status cà khịa nhân tình cũ của anh thôi, vì em thích ý. Bởi cô ta cướp bố của con em ghét cô ta và em cũng ghét cả anh. Nhưng lâu dần thì em chỉ ghét cô ta thôi. Em bớt ghét anh đi, bởi anh nhiều lúc rất là đáng yêu và em không ghét anh nhiều hơn được. Vì em không thể nào phủ nhận chuyện em từng yêu anh, muốn làm vợ của anh và sinh cho anh những đứa con. Ly hôn chỉ là một tờ giấy, nó đâu có nghĩa bọn mình không được hỏi han nhau, quan tâm nhau hay trêu chọc nhau một chút, vì bọn mình có với nhau hai đứa con chung mà, đúng không anh? Cuối lời, Diệp Lâm Anh nhắn nhủ đến Nghiêm Đức rằng cả hai nên học cách ứng xử hậu ly hôn. Cô mong rằng cô và chồng cũ sẽ không mang nhau lên Internet nữa. Diệp Lâm Anh bộc bạch, anh có bảo với em là bọn mình sẽ làm bạn nhé. Em nghĩ là có thể ạ. Trong sâu thẳm lòng em vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất dành cho bố của con em. Mình sẽ học cách chấp nhận và học cách cư xử mới với nhau nhé. Bọn mình sẽ không mang nhau lên Internet nữa anh nhé. Em bắt đầu không muốn chuyện đó rồi Ti ơi. Em sẽ khó có người yêu. Anh cũng thế. Nếu mình suốt ngày post tin nhắn của nhau lên Facebook ấy, em sẽ không nhắc về anh công khai nữa, được chưa? Em chỉ nhắn tin riêng thôi, nhưng đừng post đấy. Diệp Lâm Anh từng có hôn nhân 4 năm với thiếu gia giàu nước tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi được hỏi về việc tái hôn, cô từng chia sẻ, mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi là có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến thực sự cảm thấy yêu thương mình, thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò. Nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm.